Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sửa phanh đĩa nhé. Phanh đĩa này nó bị tình trạng là bóp đây này, lúc bị sâu kịch chỗ này, lúc thì lại ăn nhạt này, đấy lại ăn luôn. Tình trạng con này là phanh là lúc ăn lúc không nhá, mà lúc không ăn thì kiểu dạng như hết dầu nha, mà bóp kịch sâu vào cái lúc thì lại bóp lại căng tay nha. Đây này, lại bị này, đấy, xong lại được mà. Thì lĩnh vực con này là kể như SH thiết, phanh đĩa, cái nó cũng thỉnh thoảng cũng gặp tình trạng nó như thế này nhé. Thì bắt đầu mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sửa con này nhé. Nguyên nhân chính là bị cái tình trạng này thì là nó nằm ở khu vực này này. Giờ mình sẽ tháo ra sửa nhé. Đầu tiên ta tháo tay phanh ra nhé. Còn lĩnh vực mà bỏ ấy, thì nó cũng liên quan đến hai thứ, một là trên này, hai là một là dưới này, hai là trên này nhé. Cụm phanh hoặc là trên cụm phanh dưới hoặc là cụm phanh trên nhé. Rồi chúng ta tháo luôn cả cái này nhé. Giờ mình sẽ hút hết dầu ở trong này ra nhé. Sau đó chúng ta cậy cái cao su lắp chặt mũi nhé. Xong rồi chúng ta lấy hai cái lăn hoa mài nhọn nhé, quay vào đây, quay vào cái đấy. À, hai cái nô này để chúng ta gạy ra một cái giữ nhá, một cái gạy ra nhá, sao luôn này. Nguyên nhân chính là cái này nó sẽ bị
mòn cái phớt này nên là nó gây ra bị tụt thế nhá. Còn một phần ít là do cái lỗ bê tông lòng xi nhanh này. Một phần ít nhá. Rồi mình sẽ xì sạch rồi. Mình thay là thay con sâu xin của Honda nhá. Nguyên nhân chính là ở cái này nhá. Thôi rồi, chúng ta quét dầu quay này nhá. Chết hẳn hoi nhá, cái này nếu mà rách phớt là sẽ là mất áp luôn đấy. Ta làm cái này là phải nửa nhá, nửa nhá, đấy tọt vào rồi này, nhẹ rồi. Chúng ta vệ sinh các cái này đây, bóp cho nó nhẹ. Chúng ta chạy nó vào cục ốc phanh thôi.
Cho dầu nó trơn xuống không này, lại nắp vào nhé. Và chúng ta cầm kìm giữ vào đây này, vừa dìm vừa bóp nhé. Mọi người nhìn này, à, bóp nhẹ nhẹ nó sẽ sủi bọt lên nhé. Đấy. Rồi. Chúng ta cứ nhảy ra này nhé. Căng rồi mọi người. Căng. Giờ chúng ta sẽ xả e nhé. Công dụng xả e này là xả hết cái bọt ở bên trong ra nhé. Khí, còn khí thì cho nó ra nhé. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Có bọt, quay sang bên đằng này. Đấy, bọt đấy. Mọi người thấy không? Bọt đấy. Sau đó chúng ta siết lại nhé. Này. Ăn rồi nhá. Nhẹ. Quay lên đây. Thành quá ăn. Đổ thêm ít dầu nữa. Mình đang hướng dẫn mọi người cách thay con sâu này nhá. Nguyên nhân của con này lúc ăn lúc không là ở con này nhá. Mọi người nhìn thấy không, cái phớt này này nó có điểm mòn này, khuyết mất này, nên là nó sẽ hiện tượng của nó là bóp lúc ăn lúc không rất là nguy hiểm nhá. Thì mình lên video này là chia sẻ kinh nghiệm cho anh em nhá, thợ mới nhé. Mọi người mà thấy hay thì nhớ đăng ký kênh và cho mình một like ủng hộ mình để mình làm video tiếp theo nhé.